Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ coi một trailer phim của Amazon và Google. YouTube nó vừa cạnh tranh nhưng mà nó vừa hợp tác với nhau. Giờ YouTube là cái kênh truyền hình lớn nhất và ông nào cũng muốn lên hết. Hãy mang khẩu trang, cứu nhân loại. Thông báo đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Thông tin Kazakhstan, một nước liên bang Nga xa xôi à. Nhìn có kiểu liên bang Nga kìa, huy hiệu đỏ đỏ của Cộng sản. 14 năm trước, một anh chàng đóng vai Kazakhstan kìa, đồ phơi tùm lum. 14 năm trước tôi đã ra đời một con phim về người sói. Wolverine ảnh trang trí cái mặt ảnh thành người sói kìa, đã mang đến cái sự xấu hổ cho Kazakhstan. Oh my god, đóng cái đó nó dần lên, nó vô cái háng luôn, treo ảnh lên. Có trời trời đóng búa xong nó có một cái nó trọt lên trên cái đó. Treo vô đó đóng, trọt vô cái háng luôn. Mọi người sẽ đóng một cái cho chừa đi, trừng phạt. Oh my god. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ trở lại với cái gì đây? Với một cái phim khác, trở lại Yankee Land. Yankee Land là nước Mỹ đó, ra một cái bí mật gì đây? Nhiệm vụ bí mật. Tôi đến Mỹ đây. I go to America. Tôi cũng đứng đến Mỹ. Tôi muốn đến nữ thần tự do. Tôi muốn đến Washington DC, có hộ khẩu của Washington. Đây là dân thủ đô đây. Hay là hộ khẩu New York. Thử nghĩ Mỹ mà áp dụng chế độ hộ khẩu như Việt Nam hay là Trung Quốc, Bắc Triều Tiên. Ừ, tới Mỹ rồi. Anh trai anh nói gì vậy? Tới Mỹ bị dí hả? Ai chụp hình? Người ta nhận ra anh ở Mỹ. Bây giờ anh làm một cái phim, anh release trên YouTube 14 năm trước mà 14 năm sau người ta vẫn nhận ra ở nước Mỹ. Che cái mặt lại. Anh giờ phải che mặt lại. Bán những bộ đồ trang phục để mà ngụy trang đi. Sex criminal. Sau Harry Potter mà là tội phạm tình dục. Trời ơi, mặc nguyên bộ đồ mập. Tôi sẽ trở thành một kẻ mập mạp giống một tên Mỹ. Một tên Mỹ thường 1/3 dân số Mỹ gọi là béo phì, rất là kinh ngạc. Giờ người ta điều kiện dư giả, ăn uống quá và ít vận động. Có vấn đề gì vậy thưa ông cảnh sát? Ai đó đang ngồi trên đầu xe hơi của ông lại. Ngồi với em bé à? Ngồi với em bé ngồi trên đầu xe hơi. Rồi phía sau xe ông kéo một cái remote gì à? Chở con gì à? Chỉ có đàn ông và gấu là được ngồi trong xe tôi thôi. Còn phụ nữ và các loài vật khác là ngồi ra ngoài hết. Một phụ nữ ngồi trên đầu xe hơi. Con gái, ảnh tới Mỹ mà kéo nguyên gia đình ảnh tới Mỹ là sướng rồi. Thường mà một người mà Việt Nam mà hy sinh đánh đổi tất cả để tới Mỹ thì thường để lại gia đình, vợ con phía sau. Để khi mình có được quốc tịch thẻ xanh chẳng hạn thì đưa con qua sau. Đưa con là quan trọng hơn đưa vợ. Tại vì con là tương lai. Cho con gái tôi một cái món quà đến ai đó gần với lại cái ngai vàng. Nhà Trắng. Nhà Trắng hả? Ồ, quý tộc gì đây? Gatsby hả? Vô tầng lớp phù hoa giàu có trưởng giả Gatsby ra. Quý tộc hả? À? Vậy tôi giới thiệu Sarah Jessica Parker, có tên rất là quen. Ừ, nhảy. Nhảy vén quần lên luôn. Ông gì giống hệt hoàng tử Harry của nước Anh nè. À? Hoàng tử gì của nước Anh mới tách ra khỏi gia đình hoàng gia đó. Tôi không muốn làm hoàng tử nữa. Mệt. Những người kỳ thị chủng tộc Meghan hay gì đó. Meghan là vợ hoàng tử có gốc da màu. Oh my god. Cái bánh mà có đứa nhỏ trên cái bánh. Ăn đứa nhỏ luôn. Trung tâm sức khỏe phụ nữ. I have a baby inside me. Tôi có một đứa nhỏ trong miệng tôi. Ý nói đứa nhỏ trong cái bánh. Cổ táp rồi cổ ăn vô đó. Tới khám sức khỏe theo kiểu là người ta tưởng có bầu à. Ông có thể lấy đứa nhỏ đó ra không? Ý là nó giả bộ trôn á. Không, ở đây không được cho phép là phá thai. Chuyện đó không được cho phép. Ở đây tôi cảm thấy rất là tồi tệ. Tại vì tôi là người đã đặt đứa nhỏ vào trong quota. Là cái người mà đưa miếng bánh cho con gái ăn. Đúng là nó trồn cha với con. Cậu có đặt một cái đứa nhỏ vào trong đứa con gái của cậu không? No, no, no. Never. Nó trồn thôi nhưng mà nghiêm túc không bao giờ nha. Nói những chuyện cấm kỵ không? Ồ, mua bán súng. Cho thuê cao nhất đến quân nhân. Súng. Ghê thế. Cửa hàng súng đạn Mỹ rất là tự do. Đừng có lan truyền virus nha. Tôi có thể ở nhà ông được không? Tới một người quân nhân tôi đang mua súng hỏi tôi có thể ở nhà ông được không? Được luôn. Oh my god, ở Mỹ là vậy hả? Tới một người Mỹ hỏi à tôi có thể ở nhà ông được không? Cái thằng kia nó nói được. Tới nhà ở luôn trong cái thời gian cách ly. Có nhà bằng gỗ đẹp chưa? Nhớ trong cảnh Harry Potter khi mà Harry Potter, Hermione và Ron chạy trốn, Voldemort cũng có trong một cái lều gỗ như vậy. Cái lều gỗ mà Hermione hóa phép từ trong cái túi của cô ta ra. Nhảy. Oh my god, rồi. Nhảy dance dance rồi mặc quần lót không nhảy. Đúng là tự do kiểu Mỹ, muốn làm gì làm, mặc quần lót nhảy. Ồ, có cái máy gì cổ điển phía bên tay trái, rất là cổ điển, rất là đẹp. Máy pha cà phê hay gì ta, hay cái bếp lò gì đẹp quá. Có cái gì nguy hiểm hơn cái virus covid này không? Democrat à, dân chủ à, này dân chủ à, tôi giết một vài con virus. Ông không thể thấy được con virus nào hết trơn, bằng mắt thường sao thấy được virus của ba, giả ngây giả ngô. Nếu cậu thấy một con virus thiệt sự thì cậu lấy cái bình này cậu xịt đi. Giống như xịt mũi xịt dán á, trời nó treo ba khẩu súng lên tường kìa, chỗ cái đèn á. Oh my god, cái gì vậy? Lấy khẩu trang đeo vô bộ chim, vô bộ hạ, vô cái đùm, dán lên cái trán, chạy đi đâu á. Nhà mà cái mái không có cái phần che phần mái mà có cái chốt lên thôi, gió nó thốc vô nó bay nhà sao? Nhảy. Nhảy.
Oh my god, lông lá tùm lum và nhảy. Đúng là kiểu Mỹ thiệt, phim Mỹ muốn nhảy. Mặc cái đồ che cái đùm không và nhảy. Nhảy nhảy nhảy. Cha cô có nhiều thứ phải học lắm á. Cha tôi là người thông minh nhất. Đánh gôn ở Phú Mỹ Hưng à. À cắt tóc cắt tóc. Ôi giống Joe Biden quá vậy. Ôi nhân vật nào giống Joe Biden quá. Ông nghệ sĩ nào. America vs Socialism. Nước Mỹ và đối đầu với chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội. American Conservative Union. Nhân màn đấu khẩu. Conservative hình như là tạo ra một cái cuộc tranh luận không có hầu kết về chính trị, về tôn giáo và thường là cấm kỵ ở Việt Nam. Ví dụ như đơn giản như về lịch sử chẳng hạn. Thì chính quyền hiện tại thì đang phỉ báng và vùi dập Gia Long Nguyễn Ánh, ca ngợi Nguyễn Huệ Quang Trung. Nhưng mà thực sự tìm hiểu lịch sử đúng nghĩa thì chính Gia Long mới là người thống nhất đất nước và đem Hoàng Sa Trường Sa về cho Việt Nam và tạo nên nhà Nguyễn tồn tại lâu dài nhất phong kiến Việt Nam. Bao nhiêu giá trị văn hóa cung đình Huế. Nhưng mà bị đó là luôn luôn là có những cái chuyện không hồ kết và những cái rút lịch sử là ghi rõ nội quy là không được chửi bới cả Gia Long lẫn Nguyễn Huệ. Trên mạng thì nó đã tăng tiếng hơn rồi, trên Facebook nó tăng tiếng hơn, chứ còn trên ngoài đời thì nó mới vừa cho đặt lại tên đường Lê Văn Duyệt thôi, chứ còn Gia Long à còn lâu lắm. Cũng như kiểm duyệt á, nó kiểm duyệt kinh khủng lắm, phim rồn nó kiểm duyệt nó cắt sạch luôn, ra rạp Việt Nam coi phim là không hiểu gì hết. Muốn coi phim bằng full thì phải đi ra nước ngoài mà coi, qua Hàn Quốc á. Cái phong chữ trong cái clip này nó làm theo kiểu Nga Joe Biden à. Ồ, giả làm Trump. Cái mặt nạ Trump kìa, giả làm Trump à. Cái rủi ro của coronavirus đang được duy trì ở mức thấp. Ồ, Trump. Đúng vai là Trump bắt cóc một đứa con gái. Ông và đứa con gái ông diễn. Ông sẽ hóa trang thành Trump và ông bắt cóc đứa con gái. Đúng là ở Mỹ nó tự do thiệt sự. Nó có thể đóng giả tổng thống, chửi tổng thống, troll tổng thống. Muốn làm gì làm, muốn chửi gì chửi. Đây là Amazon luôn đó, Amazon làm luôn đó. Hình như Amazon, ông chủ Amazon cũng không thích Trump lắm. Họ cứ làm những cái sau cây tinh vi chửi Trump thôi. Để lật đổ Trump. Trump đừng vác một đứa con gái vô. Michael Bendis. Michael Bendis là Michael con cu. Michael Bendis. Michael Penn. Penn. Hình như có John McCain. Penn. Pence. À đúng rồi, Mike Pence. Phó tổng thống là Mike Pence. Hôm nay nó troll, nó đặt tên là Michael Bendis. Michael con cu. Nó có mặt nạ trùm để nó mặc lên luôn kìa. Tôi mang gái tới trong nè. Đúng Mỹ trồn, đúng là chính trị rất là mặn luôn. À có một cái bảng nhắc tuồng nè, đưa cái bảng diễn văn đi đó và nhìn theo đó để mà nói. Có cái bảng đó nó chỉ hiện chữ và người xa không thấy. Có cái gì nhắc mới nói mới nhớ được chứ làm sao mà nhớ hết được. Mất công. Borat nghe như tên con chuột quá vậy. Right to American regime. Phong chữ Nga Kazakhstan. Ngồi trong bên cạnh cái chuồng ngựa với đống cỏ khô cho ngựa ăn. Cỏ nén. Ở Việt Nam vậy mà chưa làm theo cái kiểu rơm hay cỏ nó nén thành khố đó. Khi nào Việt Nam mới có những cái nông trại kiểu đó ha? Hiện đại Israel. Nó trồn à. Nước Mỹ siêu cường có thể lấy một nước xa xôi liên bang Nga Kazakhstan để mà chửi cộng sản có, chửi Trump có, trồn Mike Pence là Michael Pendis. Cái gì đây? Ở hội đồng kiểm duyệt phim Kazakhstan đã nói rằng cái phim này không được cho trẻ em dưới 3 tuổi. Trẻ em dưới 3 tuổi không được coi phim này. Dưới 3 tuổi biết đọc đâu ba. Nghĩa là tất cả coi. Còn hội đồng kiểm duyệt phim ở Việt Nam thì phim ròm 18 tuổi trở lên mới được coi chẳng hạn. Hay phim Bi Đừng Sợ 18 tuổi trở lên mới được coi chẳng hạn. Mà đi ra coi 18 tuổi rồi mà nó vẫn kiểm duyệt cắt hết. Coi chả hiểu gì hết. Prime Video. Giờ có Prime Video rồi Apple TV rồi Google TV, Netflix rồi Disney cộng. Trời quá trời đài Mỹ luôn. Nó phổ biến lan rộng ra toàn thế giới. Ok, xin cảm ơn các bạn. Một trailer của rất là có một cái sự nói về chính trị tư bản cộng sản và chính nói về cái cuộc tranh cử sắp tới giữa Trump, Biden và nhạo parody chế. Cảm ơn các bạn đã coi. Nếu ủng hộ mình xin hãy subscribe.